mình đã fix được cái lỗi này và mình sẽ làm cho anh em trên công tắc zin, có nghĩa là lắp cái cụm này như zin luôn. Hello, xin chào bạn, đến với clip theo của mình nhé. Clip này với chủ đề thì khá nhiều anh em nhắn tin gọi điện, đó là họ nói với mình là đợt này anh đã ra mẫu cụm công tắc domino này chưa. Thì hôm nay thì mình kết hợp mình lên mẫu công tắc domino anh em nhé, gắn bốn chất zin cho zin rút luôn. Thì qua trước khi vào clip mình hướng dẫn thì mình cũng nói luôn, đối với cái cụm công tắc này sau khi mình lắp ráp và mình thử nghiệm thì đợt này là anh em nên xem có cái clip này để ví dụ anh em có đặt hàng về anh em cũng làm theo để tránh tình trạng chập cháy cầu chì. Điển hình mình vừa mới làm xong cái bộ cụm này và mình đã rút ra được cái kinh nghiệm, đó là nếu mà cái cụm này làm jack zin như thế này anh em không biết đấu là cháy cầu chì anh em nha. Điển hình là cái xe này mình vừa mới đấu mình đã làm jack sẵn và chập cháy cầu chì anh em này. Xong mình đã fix được cái lỗi này rồi, và mình sẽ làm cho anh em trên cái công tắc zin, có nghĩa là lắp cái cụm này như zin luôn. Mà khi có nghĩa là khi anh em xem clip này mới lắp được anh em nha. Đây cầu chì vừa mới đứt xong mình vừa làm anh em này. Rồi, ok. Thì sau cái clip này thì một số anh em chắc tham khảo qua cái này thì đã ok hơn. Vì anh em bấm chắc như zin có thể ví dụ như thích lên hay là thích về nó cũng dễ dàng. Thì mình ok thì bây giờ mình sẽ hướng để nói rõ chi tiết ở qua cái phần này. Thì đối với cụm công tắc domino này thì anh em đã biết nhiều rồi. Thì điển hình mình đã làm jack dây gồm đi kèm đó là một cụm công tắc phải của cụm FZ anh em nha, gồm hai nút đỏ đây, on off đây và cụm công tắc domino. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em và fix cái lỗi này luôn. Đối với fix lỗi thì anh em cần có hai cái dây này này. Hai dây này gồm là một dây để chuyển điện bình và một cái là hai dây, nói chung là hai cái dây này vừa chuyển điện bình vừa fix được cái lỗi, có nghĩa là tránh tình trạng chập cháy cầu chì khi anh em lắp ở cụm này, đó là cụm domino. Thì anh em quan sát đây, khi anh em mua được về anh em chỉ việc như thế này cho mình, có nghĩa là sản phẩm mình sẽ làm đầy đủ gồm cụm domino và hai cái dây fix lỗi này. Anh em chỉ quan tâm ví dụ như anh em lắp cụm này cũng được, nếu mà không lắp thì cũng được, nhưng nếu mà mình kết hợp thì mình sẽ lắp luôn. Có nghĩa là bây giờ anh em mua về anh em dùng một cái đầu nhọn cho mình, có nghĩa là dùng đầu nhọn ở đây anh em quan sát ở cái chỗ cái dây vàng sọc đỏ này, tức là dây chuyển điện bình, anh em quan sát nha, cái dây vàng sọc đỏ này, dây điện bình, anh em rút cái dây vàng đỏ này ra cho mình và anh em gắn một đầu, có nghĩa là cái đầu ngắn này anh em gắn vô cái chân của cái dây vàng sọc đỏ, anh em gắn vô. Tiếp tục anh em quan sát ở cái vị trí lưới gà đây, lưới gà đây là có nghĩa là dây lấy điện dương sau khóa. Thì đối với công tắc thắng đĩa thì nó có màu nâu ở đây, thì anh em chỉ dùng cái lưỡi gà anh em gắn vô và gắn lại công tắc thắng đĩa. Còn khi anh em gắn được vô như vậy, còn một cái sợi dây này, sợi dây này là cái dây rất quan trọng anh em nha. Nếu anh em không làm cái sợi dây này thì sẽ không fix được cái lỗi và sẽ dẫn tới chập cháy cầu chì khi lắp cái cụm công tắc domino này. Mình nói luôn, đó cái cụm này. Thì bây giờ khi anh em đến cái công đoạn này rồi, anh em quan sát ở vị trí đây, có nghĩa là một cái jack, jack này có nghĩa là cái jack đèn anh em nha, công tắc từ jack cùng công tắc cùng zin ra, thì nó có một cái dây đen ở chính giữa gồm dây hồng và cái dây xanh này, dây xanh sọc đen. Anh em quan sát đây cái dây đen này. Đó, cái dây đen này, gồm cái dây đen. Anh em rút bỏ cái dây đen này cho mình và anh em không sử dụng cái dây đen này anh em nha. Có nghĩa là không sử dụng cái dây đen nữa, mà thay vào đó là anh em sử dụng cái dây đỏ này. Cái dây đỏ mà mình đã nói là hướng dẫn anh em đấu nối từ đây, và mình sẽ làm cái jack này sẵn cho anh em. Anh em sử dụng cái dây đỏ này, anh em gắn vô đây, gắn vô cái chân của dây đen lúc nãy. Anh em quan sát nhớ kỹ là anh em phải gắn, có nghĩa là chuẩn, để vì mình cắm jack một phát là nó ăn ngay luôn. Và quan sát ở chính giữa cái lỗ này, cái vị trí nó thẳng hàng như thế này, khi anh em cắm vô tránh trường hợp là nó chập chạm, nó nghiêng chỗ này, và khi anh em cắm cái jack zin của bên mình vô. Rồi khi anh em cắm được cái phần này rồi và cắm tiếp cái phần cái cùm FZ bên này, cái cùm công tắc on off đây, anh em cắm vô đây đó, mình sẽ làm dây như thế này. Còn cái dây này anh em không quan tâm và anh em có thể cắt bỏ, hoặc là cái dây này không sử dụng nha, hoặc nếu anh em biết thì cái dây cũng có thể sử dụng, nhưng hiện tại cái dây này không sử dụng, mình để vậy thôi. Khi anh em cắm được như thế này rồi thì ở cái cùm công tắc domino nó hay là nó có cái ba dây, gồm một dây này là dây passing, còn hai dây này là dây cốt và dây pha. Tổng thể là nó có ba dây, anh em quan sát nó có ba dây đây đó. Thì cũng khác, cũng như giống cùm FZ đó, có nghĩa là cũng passing ở sau vị trí này, nhưng cái đặc điểm hay ở cái cùm domino này anh em, có nghĩa là ở hay ở cái cùm domino này là nếu mà anh em đấu nối như thế này
có nghĩa anh em làm theo mình như thế này thì anh em có thể bắt sinh được luôn. Bắt sinh có nghĩa là anh em để như vậy anh em tắt mà anh em vẫn bắt sinh được. Còn ví dụ như anh em không đấu nối như theo kiểu qua mình như thế này thì anh em phải bật công tắc gạt qua như thế này mới bắt sinh được. Và khi anh em cắm jack như thế này, anh em không làm theo mình là chập cháy cầu chì anh em nha. Và nó hư cái bộ cụm domino. Đó, cái phần bên trên là đã xong. Còn cái phần xuống dưới nữa, đó là mình sẽ gửi cho anh em một cái dây, bộ dây gồm cả cái dây này như thế này. Dây này là dây lấy mắt sườn. Anh em quan sát lấy mắt sườn ở vị trí nào để kích hoạt cái còi. Có nghĩa là anh em phải làm được cái lỗi này nó mới hết. Thì anh em quan sát ở đây, ở dưới vị trí này là đối với dòng xe Shizuku là cái còi nó nằm ở vị trí này. Anh em quan sát nha. Đây, cái quan sát, cái còi nó nằm ở vị trí dưới này. Thì anh em liên quan sát cho mình là ở chỗ cái dây nâu, có một cái dây nâu ở gần cái dây hồng ở sát đây. Anh em rút bỏ cái dây nâu lại và anh em băng bó cẩn thận cái dây nâu lại cho mình. Băng bó cẩn thận, không sử dụng cái dây này. Và anh em sử dụng một cái đầu jack của mình bên mình gửi, anh em cắm vô lại, cắm vô cái đầu còn lại anh em nha. Rồi, cái sợi dây bên mình làm mình sẽ dài như thế này. Và anh em quan sát ở đây vị trí lấy mát, có nghĩa là lấy cực âm mát sườn, mình sẽ hướng dẫn anh em lấy ở vị trí này luôn. Có nghĩa là anh em ở đây, ở kế bên, anh em quan sát ở đây, kế bên cái phần mô bin sườn đây, anh em quan sát ở đây, kế bên cái phần mô bin sườn ở đây là có một con ốc, hai con ốc bắt. Anh em sử bắt con vị trí bên trên, anh em bắt và anh em dùng con ốc này, anh em bắt siết lại vị trí lấy mát là mình làm sẵn cho anh em thế này. Anh em chỉ luồn con ốc vô và anh em bắt ở lại ở vị trí này. Khi bắt được như thế này rồi là cái công đoàn nói chung là đã fit được cả cái lỗi để anh em lắp cùng như zin. Vì cái video mình chủ yếu mình ra là hướng dẫn cho anh em cắt cắm điện như zin, có nghĩa là cắm jack như zin, để khi sau này anh em về zin vẫn ok. Và đặc biệt hơn có nghĩa là cái đường dây điện an toàn trên xe rất an toàn luôn. Đó, khi anh em làm được như thế này, anh em nhớ siết chặt để cái đường dây cực âm nó tiếp xúc và nhớ là rút dây cẩn thận ở cái vị trí dưới này. Rồi, cái phần dưới đã xong. Và mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách đấu nối ở cái phần trên này. Đối với cái phần trên này có nghĩa là cái chóa đèn của Shizuku nó sẽ có 3 dây, gồm một dây đen, anh em quan sát, một dây đen đây. Một dây đen, một dây xanh và một dây vàng. Đặc điểm hai lỗ ở dây vàng nó có hai cái lỗ này. Hai cái lỗ này để sử dụng làm gì? Một lỗ là để gắn vào dây pha, một lỗ là gắn dây pha đây, và một lỗ là gắn báo pha trên đồng hồ xuống. Thì nếu anh em tháo ra như vậy thì sẽ có một dây trên này xuống. Cái dây này trên này xuống thì anh em phải là như thế nào? Ví dụ ở đây nó có hai lỗ đúng không? Nếu anh em mà một dây trên này với một dây ở báo pha đây là nó hai lỗ nó hết, thì mình sẽ không gắn được cái chế độ vắt sinh ở cái dây này. Cho nên anh em hãy cắt bỏ cắt cái dây này và anh em băng lại cho mình như thế này. Và tức là nó đã sử dụng được hai dây đúng không? Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn như thế này. Có nghĩa là cái xe này mình sẽ hiện tại mình sẽ không dùng cái báo pha trên đồng hồ nữa, mà mình sẽ thay vào đó là mình sẽ cắm cái jack vắt sinh đây của công tắc vắt sinh domino vô. Đó, đây là chế độ pha, đó hai lỗ là mình đã sử dụng hai dây rồi, có nghĩa là hai dây vắt sinh và pha đây. Còn cái dây xanh này, dây xanh này là tức là cái dây xanh để nối cốt, anh em hiểu không? Cốt đó. Còn cái dây đen này, đây thực chất là cái jack của jack đèn, nhưng ở cái jack đèn này nó đã đứt nên mình đã sử dụng là lấy mát ở đâu thì mình lấy mát ở đây. Có nghĩa là zin theo xe là nó đã có jack sẵn anh em nhé. Khi anh em lấy được như thế này rồi, khi anh em được quan sát được như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ bắt, có nghĩa là bây giờ mình đang đồ cho nó, có nghĩa là lấy mát ở vị trí này, còn zin theo xe là nó có jack sẵn anh em nhé. Thì khi anh em bắt được mát sườn, có nghĩa là lấy mát ở vị trí để có nghĩa là anh em cắm được như vậy rồi, thì bây giờ anh em sẽ lắp cái cùm domino và bây giờ thử các chức năng của nó. Thì đối với cùm domino ở cái xe này mình đã làm, đó có nghĩa là bây giờ nếu mình hướng dẫn chi tiết cho anh em để anh em đấu nối qua cái cùm này, có nghĩa là cái cùm FZ này thay vào tắt máy, thì các clip sau thì mình sẽ cố gắng làm và mình sẽ hướng dẫn anh em chuyển điện qua để lên cái cùm domino đi. Nhưng ở đây thì mình đã làm sẵn, có nghĩa là bây giờ là anh em phải bắt buộc, nếu như anh em lên như thế này thì anh em bắt buộc là phải bật cái nút này rồi bật bên này nó mới có gọi là mới có điện nha. Chứ anh em không bật cái nút đỏ này vì hôm sau thì mình sẽ có clip là hướng dẫn anh em làm tắt máy. Hiện tại bây giờ thì mình sẽ test thử cho cái bộ này luôn, có nghĩa là cắm jack như zin. Và cái lưu ý anh em nha, khi anh em mua được cùm này về thì anh em quan sát là như thế này, có nghĩa là anh em phải mở hai con ốc ở đây ra. Tại sao mình lại nói là hai anh em mà anh em phải mở hai con ốc ở vị trí này ra? Có nghĩa là anh em mở hai con ốc này ra và anh em quan sát có một con ốc lục giác ở đây. Có nghĩa là con ốc lục giác này nếu như anh em tốt nhất là anh em mở ra và không sử dụng con ốc này. Nếu anh em bỏ con ốc này là anh em lắp vô đây là nó cành ở cái khung sắt này.
dẫn tới là không được, là bắt không vừa y. Thì anh em quan sát đây, quan sát ở cái hình tròn là nó đã vướng cái lỗ ốc lục giác, anh em thấy không? Đó, khi anh em bỏ con ốc này không sử dụng ra và anh lắp vô, thì đối với khi anh em lắp được như thế này thì công đoạn đã xong. Và ở độ cảm giác như zin, cái lúc bị zin thì anh em cũng dễ dàng. Bây giờ mình sẽ test thử cho anh em cái chức năng, và mình sẽ nói đến một số cái lỗi, có nghĩa là một số cái lỗi của cái đèn này, cái cụm công tắc này. Nếu anh em chuyển điện được qua như thế này thì nó rất ok luôn. Đó, giờ thì mình sẽ test thử khi mình cảm giác như zin như thế nào và sử dụng cái cụm công tắc domino này cho anh em. Mình nói cụm này là cụm V1 anh em nhé, còn cái cụm V2 là nó đã tích hợp cả hai da. Thì clip khác mình sẽ làm cái cụm công tắc đó. Điển hình mình hôm nay mình hướng dẫn và mình sẽ làm review cho anh em cái cụm công tắc cảm giác như zin hiện tại bên mình luôn, và rất được mong anh em ủng hộ cho mình để mình có phần sẽ ra được video nhiều hơn và hay hơn. Thì bây giờ mình sẽ bật khóa, anh em nhé. Mình sẽ bật khóa và bây giờ mình sẽ test thử hai cụm này. Mình nói đây là mình review, tí nữa mình sẽ lắp vô. Mình sẽ lắp vô và mình sẽ test thử cho anh em nha. Bây giờ khi anh em bật được như thế này, anh em bật bóng rồi, anh em cần nhấn nút vô này. Bây giờ đề này, mình sẽ đề này. Đề thì bình thường rồi, đề thì rất bình thường luôn anh em. Rồi rồi. Mình sẽ tắt để tắt cái khóa để giảm tiếng ồn của xe, vì cái công tắc đề là nó đã sẵn sàng rồi. Mình tắt và mình bật lại. Mình bật lại, anh em chỉ cần nhấn nút này vô, có nghĩa là ở nút công tắc này vô và tiếp tục bắt đầu bật này. Mình bây giờ đã bắt xin anh em này, anh em thấy chưa, ở cái cùm này bây giờ đã bắt xin này, đã bắt xin đó. Bây giờ bật còi, bật mình này, bật đèn này, chế độ bật đèn đã bắt xin bắt được anh em nha. Đó, đây là mẫu đèn H4 mình hôm bữa mình đã review cho anh em xem, bắt xin. Còn chế độ xi nhan bình thường luôn, cảm giác như gì, xi nhan bình thường đó. Còi, chế độ còi đầy đủ anh em nha. Đó, chế độ còi đầy đủ, pha đầy đủ luôn và phát sinh bình thường đó. Hay ở cái chỗ có nghĩa là cái cụm công tắc này mình đã làm cảm giác như zin, và anh em xem video anh em về làm theo là chỉ có cảm giác như zin. Từ nãy tới giờ mình đã nói, đã hướng dẫn và review cho anh em xem cái cụm domino cảm giác như zin ở cái tên cái xe này. Còn đối với cái lỗi này, khi anh em làm được như thế này thì rất ok luôn, có nghĩa là cái chức năng của nó đã full rồi. Vì với cái đặc điểm có nghĩa là hay ở cái cụm này, có nghĩa là ở cái tích hợp ở trong cái cụm công tắc này mình không biết, nhưng mình chỉ quan sát là nó có cái đường dây rất khác biệt ở các cái cụm như cụm FZ mình làm. Thì ở cái cụm này thực chất là nó khó hơn đối với những anh em, đặc biệt là những anh em chưa thử lần nào. Và bây giờ mình đã làm và review cho anh em xem rõ clip rồi. Anh em chỉ vì nếu anh em tin tưởng, anh em đặt hàng bên mình về thì anh em chỉ làm theo clip như mình là chắc chắn được và 100% luôn. Và anh em quan sát, bây giờ mình sẽ test lại một lần cuối cùng, có nghĩa là lần cuối để cho anh em quan sát, có nghĩa là cái chức năng bây giờ khi lắp đầy đủ bộ cụm này trên xe và chức năng của nó. Thứ nhất, bây giờ mình sẽ test cái chế độ ở cái cụm bên này, thì chế độ đề với là chế độ on mình sẽ không test nữa, mà mình sẽ test cái chức năng của cụm domino này, cụm tải đây, có nghĩa là bắt xin, bật đèn, pha, còi, xi nhan đầy đủ bên công tắc này luôn. Điển hình bây giờ mình sẽ mở khóa. Rồi, khi lúc mở khóa bây giờ mình sẽ bật bắt sinh. Bắt sinh anh em thấy chưa? Mình nhấn nút bắt sinh này. Khi anh em lắp được như thế này rồi, anh em vẫn bắt sinh bình thường khi bật nè. À, anh em bắt sinh. Rồi, tiếp tục. Bây giờ anh em sẽ đỏ đèn, bật hết đó, đỏ đèn. Trong lúc đỏ đèn này, anh em vẫn bắt sinh bình thường. Chế độ bật pha lưu ý cái này là lúc anh em bật pha là nó tắt tốt, là bắt sinh không được nha anh em nha. Rồi, đó. Rồi bây giờ bắt sinh. Chế độ còi, bây giờ mình sẽ bật. Rồi, cái phần tiếp theo cuối cùng không thể thiếu đó là xi nhan phải, xi nhan trái. Đó. Rồi, ok. Clip này mình đã review cho anh em xem cái cụm công tắc domino khi cái lúc mình làm cảm giác như zin ở cái dòng xe Sirius này luôn. Thì qua clip này anh em xem thì nhớ ủng hộ mình và đăng ký kênh. Đặc biệt hơn nếu anh em là cái bộ sản phẩm này, nếu anh em đặt thì có thể là liên hệ tại cái kênh mô tả mình để ở phần dưới, đó là cái link Shopee của bên mình. Mình sẽ cố gắng làm cảm giác như zin cho anh em khi anh em review bộ cụm này. Ok, chân thành cảm ơn anh em đã xem video của mình. Nếu cảm thấy video hay hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh cũng như like chia sẻ mọi người cùng xem. Đặc biệt là nhớ ủng hộ mình cho những clip tiếp theo.